nhận định soi kèo Almeria với Rayo Vallecano 0:30 ngày 12 tháng 8. Almeria kết thúc mùa giải vừa qua với thành tích khá tệ, họ chỉ đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với 41 điểm và chỉ nhỉnh hơn vị trí phải xuống hạng của Valladolid vỏn vẹn 1 điểm. Nếu như ở vòng đấu cuối cùng, Valladolid có được 3 điểm trước Getafe, thì có lẽ giờ đây họ đã chuẩn bị ra sân ở giải hạng 2 Tây Ban Nha, chứ không phải La Liga. Chính vì lẽ đó mà huấn luyện viên Rubi cũng đã bị sa thải và thay vào chiếc ghế nóng sẽ là huấn luyện viên Moreno, một chiến lược gia vừa trở về từ Ả Rập Saudi sau một mùa giải dẫn dắt Al Shabab. Trở lại với trận đấu mở màn của mình, Almeria sẽ có màn đón tiếp Rayo Vallecano đến làm khách. Đối thủ lần này có thể xem là kỳ phùng địch thủ đối với Almeria, khi mà trong hai mùa giải gần nhất thì mỗi đội đều có cho mình một trận thắng và để thua một trận. Vì vậy, thật không dễ để cho tân huấn luyện viên Moreno có màn ra mắt ấn tượng trong lần trở về La Liga lần này. Ở 5 trận giao hữu trước thềm mùa giải mới, Almeria có cho mình 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 1 trận. Về phần đối thủ, trong loạt giao hữu vừa qua Rayo Vallecano cũng có thành tích có thể coi là tạm chấp nhận được với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và cũng để thua 1 trận. Mặc dù ở mùa giải trước đó, họ đã có một vị trí đứng cao hơn rất nhiều so với đội bóng chủ nhà. Đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và chỉ kém vị trí được dự Europa Conference League của Osasuna 4 điểm. Nhưng huấn luyện viên Airola cũng phải chịu chung số phận bị sa thải và người được chọn giờ đây là huấn luyện viên Francisco. Có thể thấy, dưới thời của cựu huấn luyện viên Airola thì Rayo Vallecano đã thi đấu rất bết bát trong những chuyến phải thi đấu xa nhà. Cụ thể là trong 9 trận sân khách gần nhất thuộc La Liga, đội bóng này vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì. Nhưng kể từ khi tân huấn luyện viên Francisco đến, Rayo Vallecano đã cải thiện được rất nhiều, mặc dù đó chỉ là thành tích ở loạt giao hữu. Nhưng tin chắc họ vẫn sẽ hướng đến ít nhất là một trận cầu có điểm trong trận đấu mở màn La Liga 2023-2024 bằng việc không để thua trước Almeria. Soi kèo Almeria với Rayo Vallecano. Thật vậy, ngoài lợi thế về sân nhà ra, thì Almeria lúc này không hề cho thấy bất kỳ sự vượt trội nào so với Rayo Vallecano. Minh chứng cụ thể nhất khi mà ngay lúc này họ đang chấp đội khách ở kèo đồng nửa, nhưng tỷ lệ tiền của Almeria lại đang bị đối thủ đè rất nặng, 1.13 so với 0.8. Qua đó có thể thấy, mặc dù Almeria sắm vai đội bóng kèo trên, nhưng với tỷ lệ ăn như vậy cũng đủ để thấy đến chị cái cũng không hề đánh giá cao đội chủ nhà. Đó là chưa kể với sự ổn định trong chuyến du đấu trên khắp châu Âu trong mùa hè vừa qua, thì ngay lúc này Rayo Vallecano mới là cái tên đáng để chúng ta tin cậy hơn so với Almeria. Cần biết, Rayo Vallecano đã thắng kèo trước Almeria đến 3 trong 6 lần gần nhất, còn lại có 1 trận hòa và Almeria thắng kèo 2 trận. Soi kèo tài xỉu Almeria với Rayo Vallecano. Với việc thực lực giữa hai đội bóng không có sự chênh lệch quá nhiều, thì rất khó để kết quả ở trận này xuất hiện quá 2 bàn thắng và phần lớn khả năng sẽ về xỉu ở kèo hai trái rưỡi cả trận. Cần biết, trong 4 trận đấu gần nhất của Almeria đều có kết quả về xỉu và kết quả 4 trong 5 trận đấu gần nhất của Rayo Vallecano cũng có kết quả tương tự. Đó là chưa nói đến kết quả trong 10 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội thì đã có đến 8 trận về xỉu, chỉ có vỏn vẹn 2 trận nổ tài mà thôi. Dự đoán kết quả Almeria với Rayo Vallecano. Dự đoán tỷ số, hòa 1 đều. Dự đoán tỷ lệ châu Á, Rayo Vallecano nằm dưới đồng nửa. Dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái 2 trái rưỡi cả trận.